Tôi hiểu nỗi bức xúc của mọi người, nhưng chúng ta cần tìm hiểu sâu xa tại sao bà con phải làm như vậy. Kể từ đó, chúng ta tạo điều kiện để cho bà con có kế sinh nhai mà không phải chặt phá rừng nước. Tôi thấy ý anh Năm cũng đúng. Cách tốt nhất là tạo điều kiện cho bà con mình sinh sống, hoặc ít ra cũng chỉ cho họ biết cách khai thác hợp lý những nguồn lợi từ rừng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, không phải ngày một, ngày hai mà chúng ta có thể làm xong. Tôi muốn tất cả đồng chí phải chuẩn bị tâm lý để kết hợp với nhau làm việc một cách hiệu quả nhất. Thiếu Năm, lớn chuyện rồi. Chuyện gì vậy Kiên? Hai kiểm lâm đi tuần rừng đã phát hiện một nhóm chặt nước trái phép và bị chúng đánh trọng thương. Hai kiểm lâm bây giờ đang ở đâu? Dạ, đang được cấp cứu ở trạm y tế xã. Tôi phải xin phép về đó ngay. Chúng ta qua đó ngay. Tạm thời dừng cuộc họp ở đây, tôi với Nam Thuận sẽ cùng đi với chú. Dạ. Lâm nè, hay chiều nay qua nhà An ăn cơm chung cho vui nha. Ừ, thôi Lâm tranh thủ đọc sách cho xong, ăn tạm gì qua lo buổi tối cũng được, chứ đi ngoài mất thời gian lắm. Nè, người ta nói á, đọc sách nhiều quá sẽ bị ngộ chữ đó, tức là dễ bị tưng tửng lắm đó nha. An làm quá à. Tranh thủ đọc cho xong rồi trả cho An nữa. Bữa giờ bận ôn thi nên đâu có lên lớp được. Mất công á, người ta kêu mình là giữ lầm của rồi sao. Làm như An tệ lắm không bằng. Anh Năm. Chú Năm Thuận hả? Dạ. Em gọi điện cho anh hoài mà không được. Em nghi anh ở ngoài này cho nên ra tìm. Điện thoại của tôi mới vừa hết pin. Chú tìm tôi chắc có chuyện gì gấp hả? Tụi em đã xác minh được cái đám chặt phá nước đê Hàm Thăng là nhóm của Ba Ngạnh. Toàn dân giang hồ tới xứ. Thằng Ba Ngạnh ngày trước khét tiếng một thời, rồi bây giờ dạt về xứ mình để kiếm ăn. Như vậy là lành ít dữ nhiều rồi. Tuy nhiên mấy bữa nay không thấy tung tích của tụi nó đâu nữa, ngoài trừ những lò than đã được ngụy trang. Họ có thể lẩn trốn ở đâu được? Hay là họ nghe động nên đã bỏ đi rồi? Làm như An dữ lắm không bằng. Đâu có đâu, ăn đi, không thôi tan hết đá bây giờ. Vô. Vô. Giá mà có Lâm ăn chung ha, thì vui biết mấy. An nhớ Lâm thích ăn đồ ngọt lắm. Con trai ai cũng ưa ngọt, Hoàng cũng vậy. Nhất là con gái ngọt ngào như An đó. Hoàng đúng là dẻo miệng mà. Uống miếng nước đi đại ca. Đã chuyển than hết cho khách rồi đại ca. Tốt.
Kêu tụi nó nghỉ ngơi, tối tao sẽ thưởng. Bữa nay tươi mát một chút nha. Dạ. Giờ này chưa thấy thằng Tư Gươm về là sao? Ơ kìa, về tới kìa. Đại ca, đại ca tiên đoán như thần á. Đường bên năm biển rất là tươi tốt, cây thẳng đều, thích hợp để làm than đây đại ca. Vậy là tốt quá rồi. Nè, không những vậy nha đại ca, cả để cây mình cũng tận dụng được luôn. Chiến này là mình vô mánh rồi đại ca. Tao biết mà. Vậy mình sẽ chuyển quần bánh luôn. Đại ca, bữa hổm á mình đánh phủ đầu hai thằng Kiểm Lâm, chắc chắn là gây chú ý cho tụi công an xã rồi. Nếu mà có gì về á cũng chỉ làm đêm thôi. Ừ, để tao tính. Đại ca. Uống miếng nước cho đỡ ho đại ca. Không chỉ đại ca mà mấy đứa trực tiếp đốt than đó, nó cũng bị viêm phế quản hết luôn đó. Mẹ nó, không ngờ khối nước này lại độc hại như vậy. Em tính vậy đại ca thấy sao? Tiện xuồng á, em đi mua ít thuốc với mớ đồ khô, vì mình sắp cạn mọi thứ hết rồi. Mày nói cũng đúng, vô trong rừng Nam Biền thì phải thủ mỗi thứ mới chắc ăn. Đi nhanh lên, về cơm nước xong là chuyển qua bển luôn. Dạ. Này Sáu, nhớ mua luôn nhang mũi nha, ở đây nhiều mũi lắm á. Dạ em biết rồi. Đại ca. Anh Năm. Sao? Bên em đã phát hiện ra hai đối tượng lạ mặt, đã ra chợ mua thực phẩm và thuốc. Liệu có đúng là tụi chặt phá rừng? Em chắc tới 80% là tay chân của ban ngành. Họ đã luồn sâu vào rừng, không ngờ họ lại liều lĩnh như vậy. Tôi chưa hiểu chú. Các anh em đang bám theo tới khu rừng đặc dụng thì họ mất hút. Ý của chú là họ đang ở trong đó? Ừ. Khu rừng này không bà con nào dám vào. Kiểm Lâm cũng có vẻ lơ là hơn những chỗ khác. Chẳng lẽ họ ở trong đó? Các anh em trong đội đang tiếp tục tìm kiếm. Em cũng đang chờ thông tin của họ đây. Người mình gọi nè. Alo. Tiếp tục theo sát, chờ lệnh của tôi. Bọn họ đang chuẩn bị chặt phá rừng nước đặc dụng. Bằng mọi giá phải ngăn bọn họ ngay lập tức. Ừ. Bây giờ em sẽ qua đội Kiểm Lâm phối hợp với họ để vào rừng. Anh cứ yên tâm đi, chuyện này để em với đội Kiểm Lâm lo liệu. Mà nè, các chú phải hết sức cẩn thận, giang hồ bị đẩy vô đường cùng sẽ rất khó lường. Ừ, em biết rồi. Thôi để em đi ngay cho kịp. Ừ. Nhà Nam Điền á không hổ danh là thành rừng đó, nước như vậy mới là nước nè. Chắc chắn chuyến này mình có tan hết sảy rồi đấy ca. Biết vậy á, nghe từ đầu thì tao đã kêu tụi bay vô đây rồi. Hay là mình hạ hết ở đây luôn đấy ca. Khỏi tẻ nữa. Buông lắm. Khi nào có nhất, hạ nói cho tao. Để đây tụi bay. Thank you.
Nhanh, dậy lên. Dậy lên. Dậy lên. Dạ. Anh nữa, dậy lên. Dậy lên. Anh Đập, đây là băng ảnh người cầm đầu chứng. Mấy chú biết cuối cùng không? Bố thử đi. Ông già múa được mấy đường mày chó tôi này. Được rồi, mấy chú sẽ thấy. Công nhận ông lợi hại thiệt. Không được. Mà ông ta không hề biết sắc. Mở trói cho tất cả. Năm Biền này đã từng đi bộ đội ở Campuchia, chiến đấu với bọn diệt chủng, đã chém chết nhiều con cá sấu hung dữ, nhưng tuyệt đối không chặt ngã một con nước đâu. Tôi và anh em ở đây đã mất cả cuộc đời giữ cho đường nước được thanh tốt, vậy mà các chú lại chặt phá. Các chú á chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cái hậu quả sau này. Đường nước ở đây sống bằng máu, mồ hôi, bằng công sức của anh em chúng tôi. Chúng tôi cấm không cho phép bất kỳ ai đụng tới đường nước này. Nếu mà ai cũng như mấy chú thì nơi đây sẽ chẳng còn gì. Đại ca, đừng có gì. Làm gì vậy? Đừng có. Anh Đập, anh bị thương rồi. Đứa con, đứa con, mày không sao? Tao ân hận cái đời đó. Đứa con, anh Đập, máu nhiều quá. Chào chị Sao. Chào em. Chị có nấu cháo cho anh Năm với nấu cơm cho chú nè. À, chị nấu cho em chi cực vậy? Hai hôm nay chị cũng đã vất vả nhiều rồi. Có gì đâu em, trước sau gì thì chị cũng nấu cơm cho ông ăn vậy đó mà. Thì chị nấu dư thêm một chút. Nè. Dạ. Tay em sao rồi? À, em bị phần mềm thôi, giờ cũng bớt đau rồi chị. Mai mà không trúng gân. Mấy người đó gan quá ha. Chuyện này về, em sẽ đưa họ lên công an huyện để giải quyết. Với tội trạng đó, ở tù vài tháng chứ không phải vừa đâu. Thôi, biết là họ sai, nhưng mình nên chừa cho họ một con đường sống. Trong nhóm của họ cũng có người bị thương, giờ sao rồi? Dạ, họ cũng bị thương khá nặng, nhưng qua cơn nguy hiểm rồi anh. Bây giờ em đang giam lỏng họ để họ có thời gian chăm sóc cho nhau. Sau đó em sẽ xử lý nghiêm. Đừng làm vậy.
Chuyện đó tính sau đi anh Năm à. Giờ anh Năm đói bụng chưa? Tôi lấy cháo cho anh ăn nha. Dạ cảm ơn chị. Giờ tôi chưa đói, để lát tôi ăn. Dạ. Anh Năm, anh tính bỏ qua cho đám người đó thiệt hả? Làm như vậy an nhiên mình loạn lên hết thì sao? Cũng tại mình dồn vô đường cùng nên họ mới làm vậy. Chỉ bằng mình nên tạo cho họ một cơ hội. Anh Năm nói nghe cũng phải. Có điều không biết mấy người đó họ có chịu thay đổi không. Ba à, sao con biết mà về vậy? Sắp thi tốt nghiệp rồi, về chi mất công. Bà không sao đâu, con đừng lo. Tôi báo cho nó biết đó. Con qua đây ngồi. Dầu gì anh cũng chỉ có mình nó mà. Ba, chuyện lớn như vậy sao ba lại giấu con? Bây giờ ba thấy sao rồi? Ba ổn rồi, ngày mai được xuất viện về nhà rồi con. Thấy con về cái ba con khỏe liền vậy đó. Ủa ba? Sao con về bất ngờ vậy? Sắp tốt nghiệp rồi, không lo bài vở, về đây làm cái gì? Hay là sắp hết tiền xài rồi? Ba làm như là con chỉ biết có tiền vậy đó. Con nghe má nói là bác Năm Biệt bị thương cho nên con về thăm. Năm Biệt bị thương chứ không phải ba mày bị thương đâu, mà về gấp dữ vậy. Má. Ừ, con trai mới về. Dạ. Con mình á, nó biết tình làng nghỉ sớm cũng tốt mà. Hồi sáng á, má có vô thăm chú Năm. Má nghe con nhỏ An nó nói là chiều nay nó làm giấy xuất viện cho ba nó đó. Ủa vậy hả má? Thì con đi liền mới được. Con đi nghe ba. Ừ. Riết má con bà, lo cho người ngoài hơn là lo cho tôi nữa đó. Thì anh Năm anh ở có một mình à. Con nhỏ An á, nó chưa về kịp thì tôi qua tôi phụ một tay. Thằng Hoàng với con nhỏ An cũng là bạn học bao nhiêu năm nay mà. Dầu gì cũng là tình làng nghỉ sớm mà ông. Có cái đám giang hồ mà lo cũng không xong, để ra nông nổi này. Coi bộ Năm Biệt già thiệt rồi. Thì ai á cũng tới lúc phải già mà. Thôi tôi đi chợ mua cái gì ngon cho thằng Hoàng ăn nghe. Ừ. Dạ, để con đã bắt Năm vô nhà. Ủa, Hoàng mới về đó hả con? Dạ. Bắt bị đau tay chứ đâu phải đau chân đâu mà nhiều. Bắt tự đi được mà. Ủa Hoàng, nhà có chuyện gì hay sao mà Hoàng về vậy? Hoàng nghe má báo chị bắt Năm. Hoàng nghĩ là thế nào anh cũng về, cho nên Hoàng về phụ An một tay. Chứ mình đang làm sao sể. Ừ. Trời đất, đang ngu mà về làm chi vậy? An tự lo được mà. Con làm như vậy á, ba má con lo lắm đó. Thôi, ngày mai á, hai đứa quay lại Sài Gòn để lo học hành. Con An nó về á, bác cũng không yên tâm. Có gì đâu ba, về dưới đây con cũng tự ôn được mà. Dạ, để con. Đi con. Dạ, bác Năm uống chút nước nha. Chắc là bác Năm mệt rồi, hay là bác Năm vô trong nghỉ ngơi đi. Có gì thì con phụ An cho. Thôi, mệt gì đâu. Mấy ngày ở trong bệnh viện á, bác thấy tay chân của bác dư thừa quá. Hey, bây giờ bác đi ra thăm giường cho nó khuây khỏa một chút. Vậy thì bác Năm uống chút nước rồi đi hả? Ừ. Ba, ba đi thăm giường á, cẩn thận, đừng có tiện tay dọn giường lại đau tay nha ba. Con vô trong nấu cơm, khi nào xong con gọi ba nha. Thôi, bây giờ ba đi nha. Anh vô nấu cơm cho ba nha. Ờ, để Hoàng phụ An nha. Thiệt tình, An thấy ngại quá. Mấy hôm mà ba An bệnh á, thì cô Sáu cũng lên thăm. Bây giờ tới lượt Hoàng nữa. Không ấy, Hoàng lên Sài Gòn đi, để cho An yên tâm. An quên là ba má mình biết nhau từ trước khi có tụi mình sao? Cho nên quan tâm tới nhau là chuyện bình thường mà. Ờ, An nè. Hả? Làm cô về với An không?
Anh về đột xuất cho nên không có báo cho Lâm biết. Chuyện bác Nam Biền bị đám giang hồ chém, cả An Viên này cũng biết. Chắc là ba má Lâm cũng báo cho Lâm biết. Vậy mà Lâm để An về một mình như vậy thì cũng kỳ. Hoàng thấy hai người thân thiết với nhau lắm mà. Chắc là cô chú bên đó muốn làm tập trung thi cử cho nên không có báo đâu. À Hoàng, lát nữa Hoàng ở lại ăn cơm với ba con An cho vui nha. Nãy giờ Hoàng chỉ chờ con này của An thôi đó. Dạ gì mà không ăn cơm ăn nấu chứ. Ủa, ông đi đâu ăn mặc lịch sự vậy? Ủa, có nhà nào đám cưới mời qua đàn hát cho vui hả? Đâu có đâu, tôi định qua thăm anh Lâm. Nghe nói bữa nay anh xuất viện, tiện thể đờn cho anh nghe vài bài cho vui. Mày đặt nữa. Ba cái đám giang hồ đó thì để công an, kiểm lâm người ta vô. Ông xía vô làm chi cho mang quà vậy? Bà nói hay không à. Ông lo cho rừng của xã nên ông mới xía vô. Mà nè, ông mà không đỡ giùm á, làng Năm Thuận em họ nhà bà lãnh trọn con dao luôn rồi. Nè bà. Gì nữa đây? Đi lẹ đi rồi về. Bộ bà định để tôi đi thăm bệnh tay không sao vậy? Ít ra phải có chút đường sữa hay trái cây gì chứ. Chà, ông bày chuyện chi cho tốn kém nữa. Không phải tụi ông thường hay nói với nhau á, tinh thần mới là quan trọng sao? Có đáng nhiều đâu mà bà tính toán. Đưa lẹ đi, tôi đi. Ông phiền quá. Thôi đi nhanh đi. Vậy có phải ngon hơn không? Thôi, thôi, tôi đi nghe. Ba đang yếu, ba nằm xuống nghỉ đi. Con có nấu chè cho ba, đợi nguội con múc ra cho ba ăn nha. Đúng là có con gái được nhờ nhiều quá mà. Mai mốt lấy chồng rồi á, ba đâu có được như vậy nữa. Ba này, chưa chi á, ba đã lo chuyện gả con đi rồi. Con không lấy chồng đâu, con ở với ba hoài đó. Hay là mai mốt chú ba ơi, cho tôi lấy chồng sớm. Anh ba. Chú ba chọc con hoài à. Ừ, nè, à, sách ít quà, bác gái mua gửi cho anh Lâm đó. Nó lo cho tôi dữ lắm á, tôi sẽ không gả nó cho ai hết, để còn được nhờ. Ây, đâu có được nè, anh nên gả cho anh Lâm nhà tôi đi, để có con trai mà nhờ nữa. Ờ, hen, anh nói nghe cũng có lý à. Alo, An nghe nè Lâm. Khi nào An Linh lại vậy? Lâm mới nghe má nói là chú Năm bị thương. Chú đã đỡ nhiều chưa? Lâm cũng tính về thăm để phụ An một tay, nhưng bận học quá. Lâm đang bận học nên không cần phải về đâu. Với lại Hoàng cũng phụ An mà. Chiều mai An và Hoàng sẽ lên lại Sài Gòn. Ủa, sao im lặng vậy? Lâm còn ở đó không? Ờ, Lâm đi nè. Vậy khi nào An Linh gần tới gọi cho Lâm, để Lâm ra bến xe đón nha. Cho Lâm gửi lời thăm chú Năm. Cảm ơn Lâm nha. An sẽ chuyển lời tới ba. Bye An. Bye Lâm. Dường như Lâm chỉ quan tâm tới mình như một người bạn. Những lúc cần Lâm nhất thì không có bên cạnh. Còn Hoàng thì... Ủa, anh Năm à. Sao anh không nghỉ ở nhà cho khỏe đi rồi hãy đi làm? Ở nhà riết chồng chân quá. Cái vết thương có đau chút nhưng cũng khỏe ra à. Với lại vô coi nhóm ban ngành nó làm sao rồi? À, đàn em của ban ngành cũng đã xuất viện rồi. Hiện tại em đang giam nhóm của ban ngành ở phòng giam tập thể của Lâm Trường. Sáng nay tôi có mời họ qua đây để làm việc. Dạ. Ủa, chú Năm đi làm lại rồi hả? Đám ban ngành đang chờ chú ở phòng tiếp dân. Chú sẽ vô liền. Dạ, chào chú. Dạ. Chào mấy chú. Vết thương của chú đã ổn rồi chứ? Mấy bữa nay anh em mình kiểm lâm tiếp mấy chú đàng hoàng. Mấy người chăm lẫm tụi tôi, chứ tức lại cái gì? Giờ muốn xử sao thì lẹ đi. Không ai muốn dồn người khác vào bước đường cùng cả. Tôi hiểu mấy chú mà.
hoàn cảnh khó khăn, cơm áo gạo tiền, cho nên mấy chú mới làm vậy. Nếu như mấy chú biết kỹ thì hãy nghe lời tôi, tìm cách đàng hoàng mà bằng ăn. Còn những gì đã qua, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm gì hết. Tôi hứa sẽ giúp mấy chú tìm kế sinh nhai khác, sẽ không truy cứu trách nhiệm về việc mấy chú chặt phá đứt, kể cả mấy chú gây thương tích cho chúng tôi. Ông không lừa tụi tôi chứ? Anh Năm, tôi thay mặt mấy anh em xin lỗi vì đã làm mấy anh bị thương. Đã vậy còn giúp tụi tôi trả viện phí và không truy cứu gì. Mấy anh đã có lòng với tụi tôi. Đem vỏ cho trọng đi. Dạ. Anh Năm, em vẫn không tin nhóm của bà Ngành dễ thu phục như vậy. Chú không tin tôi sao? Không phải em không tin anh, nhưng mà dù sao cũng phải canh chừng họ cẩn thận. Cẩn thận thì tốt, nhưng giang hồ họ rất trọng chữ tín, họ không phản mình đâu. Thôi, chú cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi. Vết thương trên vai còn đau, nhớ đừng làm việc nặng. Dạ em biết rồi, nhưng mà việc của em không làm thì ai làm bây giờ? Ông nói vậy tin được không đại ca? Em thấy ông cũng đáng tin cậy mà, coi bộ ông cũng rất là nghĩa khí đó. Mày còn trẻ biết cái gì ngoài chuyện bếp núc. Nhưng mà em cứ chờ đi, vì không còn cách nào khác. Nè, gọi nửa taxi hay để mình về chung nghe.
trái đường cũng tốn tiền lắm. Thôi Hoàng để anh đi xe ôm là được rồi. Không sao đâu, con gái đi xe ôm nguy hiểm lắm. Lâm. Ủa, Hoàng cũng mới lên mà. Ủa, Lâm đi đâu ra đây vậy? Lâm ra đón em. Ủa, sao Lâm biết anh tới giờ này mà đón vậy? Tại anh ngại, không báo cho Lâm biết. Chuyến xe từ xã mình lên Sài Gòn chỉ có sáng một chiều. Lâm đón đại đó mà. Công nhận Lâm cũng chịu khó thiệt. Vậy thôi, anh để Lâm đưa về đi. Còn về trước đi. Tụi mình về. Đưa đây, làm sách cho. Không biết ba nhà một mình có ổn không? Vết thương cũng chưa lành hẳn nữa. Ai? Hoàng. Suy nghĩ vậy nào mà mơ màng quá vậy? Hoàng làm ăn hết hồn mà. Có đang mơ mộng gì đâu. Mà Hoàng qua đây có việc gì không vậy? Lần trước về quê, Hoàng có thu thập tài liệu về đằng trước ở công ty ba Hoàng. Hoàng nghĩ biết đâu nó sẽ giúp ích cho An khi làm luận án tốt nghiệp. Cảm ơn Hoàng nha. An không ngờ Hoàng lại chịu khó tìm tòi như vậy. Ủa, bộ nhìn Hoàng giống như người không lo học hành hả? An không có ý đó. Tại thấy Hoàng học nghệ sĩ quá, cho nên An nghĩ như vậy. À mà nè, Hoàng phải cố gắng đi ôn đi. Muốn tốt nghiệp á là phải qua mấy môn đại cương, biết không? Hay là mình ra quán cà phê nào đó yên tĩnh rồi An với Hoàng ôn mấy môn đại cương luôn ha. Thôi, Hoàng muốn ôn thi á thì ôn thi ở đây cũng được. Ra chi quán để cho tốn tiền. Với lại An không biết uống cà phê. Vậy cũng được. Vậy thì mình ôn ở đây luôn ha. Tưởng lắm không qua chứ. Ủa, Hoàng tới lâu chưa? Hoàng cũng mới qua. Cái lịch bảo vệ Luân Giang có chút thay đổi. Mà Hoàng đã nhận được tin nhắn của Long chưa? Mà sao không thấy nhắn lại vậy? Vậy hả? Tôi đâu nhận được tin đâu. Sao lạ vậy? Long nhắn cho cả nhóm mà, ai cũng nhận được mà. Chắc là điện thoại của tôi lỗi mạng đó. Vậy lịch về lại là 10 giờ sáng thứ sáu tuần sau đó nha. Cũng may là tôi qua đây đưa tài liệu cho An. Nếu không thì... Mà thôi, tôi về trước nha. Khi khác nhờ An ôn bài nữa ha. Bye hai người. Không hiểu sao Lâm cứ có cảm giác là Hoàng không có ưa Lâm. Tính Hoàng vậy á, chứ không có gì đâu. Nè, Lâm qua đưa sách photo cho em, rồi Lâm về luôn đây. Ủa, mới qua mà về liền vậy? Nhớ chạy xe cẩn thận nha. Tại vì Lâm còn nhiều bài phải học nữa. Khi nào rảnh á, Lâm sẽ ở lại chơi lâu hơn. Ăn nhớ ngủ sớm đó, đừng có thức khuya nha. Lâm về đây. Chị ba nói vậy là làm khó cho tôi quá. Đâu phải hộ gia đình nào cũng được nhận 10 hectare đất khoáng của công ty để trồng rừng đâu. Tôi cũng biết chú Tư chiếu cố cho gia đình tôi. Ơn này không bao giờ tôi quên. Nhưng 1 hectare nộp 1 triệu. Như vậy tôi phải nộp tới 10 triệu. Thiệt tình tôi lo không có xuể. Vậy bao nhiêu thì chị ba lo nổi? Nói thiệt với chú á, gia đình tôi gom góp được 8 triệu. Vậy còn 2 triệu chú cho tôi trả sau nha. Đâu có được. Thu tiền là việc của kế toán.
Tôi cho chị ba thiếu, tiền đâu tôi lắp vào? Còn 2 triệu á, tôi tính nộp luôn. Nhưng mà thằng cháu trai tôi nó bệnh, tôi phải đưa lên tỉnh để thuốc thang. Chứ thiệt tình tôi đâu có muốn thiếu nợ công ty đâu. Hoàn cảnh của chị ba tôi rất hiểu. Giúp được gì cho chị, tôi sẽ cố hết sức. Vậy là chú Tư hứa với tôi rồi đó nha. Dạ. Nhưng làm lãnh đạo mà chăm trước cho chị như vậy, bà con ai cũng bắt chước theo chị hết. Thiệt, tôi khổ tâm lắm chị ba. Chú Tư, chú ráng giúp giùm tôi đi mà. Thôi chị ra ghế ngồi đi. Dạ. Anh Năm dẫn em đi đâu vậy? Tôi với chú tới gặp Tư Khiêm, giám đốc công ty lâm nghiệp Đất Đỏ, đặc quyền cai quản rừng ngập mặn ở đây. Ông là giám đốc công ty lâm nghiệp lớn ở đây hả anh Năm? Liệu ông có giúp em không? Tư Khiêm là bạn rất thân với tôi, cùng chiến đấu ở chiến trường biên giới. Mà việc tôi nhờ lại là việc tốt, lẽ nào Tư Khiêm lại từ chối? Được vậy á thì tốt. Tâm sự em nhờ anh Năm. Dạ thưa chú, có chú Năm Biền đến gặp chú. Năm Biền tới kiếm có chuyện gì vậy ta? Mời ổng vô đi. Dạ. Bây giờ tôi bận rồi. Dạ. Chuyện nhà chị ba, chị ba cứ về thu xếp đi. Ừ. Nhận đất trễ một chút cũng không sao đâu ha. Dạ, vậy thì tôi cảm ơn chú, chào chú tôi về. Chị ba về. À, chào chị dạ, ba. Chào chú. Dạ, chào hai chị. Chú tôi đi. Chú Tư, có chuyện gì anh gọi tôi qua bên ủy ban là được rồi. Tụi tôi có chuyện muốn nhờ chú giúp đây. Việc gì chứ, việc anh Năm nhờ á, chắc chắn là tốt cho xã cho dân. Mời anh uống nước. À, chuyện trồng rừng á thì chắc có lẽ là cực lắm ha. Anh Năm lo nhiều, tóc bạc nhiều hơn tôi rồi đó. Có tuổi rồi, bạc hay xanh gì cũng như nhau thôi. Dạ, có chuyện gì anh Năm cứ nói, nếu giúp được em sẽ cố hết sức. Giới thiệu với chú, đây là chú Ba Ngạnh, mới chuyển về xã mình sinh sống. Dạ. Hèn chi em thấy không quen. Chú Ba đây còn có mấy người em, đều là những người có sức khỏe, là nhiệt tình. Tôi thấy đất của công ty lâm nghiệp còn nhiều, tôi tính xin chú giao đất cho họ để trồng rừng. Chuyện này anh Năm nói đột ngột quá, nên em chưa có sự chuẩn bị. Quyền ở trong tay chú, chú quyết ngay là xong. Việc gì chứ việc này em không thể nào đồng ý được. Đất giao cho bà con còn chưa có, lấy đâu mà giao cho đám giang hồ tứ xứ. Phải tạo điều kiện giao đất thì rừng An Viên mới mỗi ngày một xanh hơn. Đây là một việc tốt, chứ có gì đâu mà chú ngại. Anh Năm biết tính em rồi, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc, đâu phải dơ bèo giặt tép. Ông nói ai là bèo là tép hả? Nè, bình tĩnh chú ba. Tao là giang hồ tứ xứ, ngon mà đuổi tao đi. Nè, hả chú ba? Hả? Không được làm bậy ở đây. Anh nói thằng này về đi, tôi không thèm tiếp cái loại người này. Em về. Chú ba. Nè chú ba, chú phải biết á, là lần đầu tiên Tư Khiêm gặp chú, Tư Khiêm không hiểu ý chú. Cái gì cũng phải có thời gian chứ. Anh Năm đã có lòng, nhưng ông quyết không giao đất thì em không cần. Sáng ngày mai đó em sẽ rời khỏi đất này. Kìa chú ba, chú bình tĩnh lại. Không được nhận đất đâu phải là hết đường sống. Chỉ cần chú kiên nhẫn, để có thời gian tụi tôi sẽ tính toán. Không có anh Năm, chắc em đã gây án mạng rồi đó. Tôi biết. Thôi bây giờ mình cứ về, từ từ rồi mình tính. Dạ. Ba,
Ủa bộ anh đang ngóng chị Tư về hả anh ba? Đâu có đâu, ngóng đợi Năm Biền đó. Trời đất ơi, tôi tưởng anh đợi ai. Đợi Năm Biền thì khỏi đi, hồi sáng tôi thấy ông đi qua bên công ty với mấy người kia rồi. Hàng chí, chờ hoài mà có thấy. Trời ơi, đã có tụi em ở đây với anh ba rồi thì cũng vui, chứ đâu có thua gì có anh Năm ở đây. Ai nói mà tôi không vui nè. Rượu này là để dành cho Năm Biền từ bữa tới giờ mà ông chưa qua uống. Anh ba, nhắc tới Năm Biền em mới nhớ, làm như là trời sinh ra cái ông này á để lo chuyện Bao Động không vậy đó. Chú nói vậy á là ý gì? Ủa mấy bữa nay anh không nghe gì hết tráo trọi hả? Ông đang thu nạp thêm cái đám giang hồ về coi cho cái rừng của xã mình, rồi coi rừng của ổng nữa. Ê chơi, sao cái chuyện này mình không biết vậy ta? Anh Sáu, tôi nghĩ anh chỉ lát thôi chứ không ngờ bây giờ anh biết luôn ha. Xã mình đồn rừng rần lên vậy đó, không biết điềm lành hay điềm dữ nữa nè. Anh Năm Biền á, kể ra cũng hay thiệt á. Cái đám giang hồ ngang ngược như vậy á, chứ có hay ho gì đâu. Hai chú khỏi lo đi, chẳng có chuyện gì mà qua tay Năm Biền á mà không ổn thỏa hết trơn á. Như vậy thì anh em mình phải nâng một ly chúc mừng cho mình có một chủ tịch xã có trách nhiệm. Chúc cho anh ba tôi có được một người bạn giỏi giang nhất vùng này. Vô. Ủa? Nhưng mà chỉ được phép uống một ly thôi nha. Trời ơi, thiệt tình anh ba. Để em rót. Chị này là chị đứa đò, chị này là chị có con, có con gì có con chị đò. Dù có hay là không có, dù có chú hỏi làm chi, có con gì có con chị đò. Chị đưa đò, chị đò là chị có con, có con chị có con chị đò. Chị Tư mắng gì anh ba ơi? Nó bậy không. Bà nói với tao là bà chiều tối mới về tới mà, bây giờ mới trưa sao về tới được? Tôi nói vậy á là để coi ở nhà ông có dọn dẹp nhà cửa trước khi tôi về không. Ủa bà về thiệt hả? Đi xa về chắc mệt lắm hả? Vô vô nhà nghỉ. Nè nè nè, đưa tôi. Dạ chị mới về. Dạo này chị buôn bán có được không chị? Thì cũng được, nhưng mà không có rảnh rỗi như mấy chú. Dạ thưa chị, tại vì tụi em qua chơi dành chút xíu, rồi tụi em có công việc cũng về à chị. Dạ thưa chị, tụi em về. Ơi, em về anh ba ơi. Em về à? Em về anh ba ơi. Dạ thưa chị, tụi em về chị. Để tôi làm cho bà ly nước me. Thằng Lâm anh em về bữa trước á, để cho bà uống cho mát nha. Thôi khỏi, tôi uống nước trà là được rồi. Tôi ngồi nghỉ một chút rồi đi tắm. Ừ, vậy để tôi đi nấu cơm. Thôi khỏi đi, tôi có mua hai bịch bún mắm để trong giỏ, ông đem ra hâm cho nó nóng. Tôi biết thế nào giờ này tôi về á, ông cũng chưa có cơm nước gì mà. Tôi cứ tưởng á chiều tối bà mới về tới nhà. Tôi tính trưa nay á tôi ăn cái gì qua lo thôi. Vậy mới biết bà xã tôi lo chu đáo cho chồng như thế nào chứ. Tôi lên công ty đất đỏ xin cấp đất. Vậy mà chú Tư Khiêm ông không có cho. Sao kỳ cục vậy? Ngày gian khó mới như hôm. Ở đây mà con nào có nguyện vọng trồng rừng và khai thác rừng đều được cấp đất mà. Khi mình vẫn thế ra nhận 10 hecta thì phải nộp 10 triệu. Mà tôi vét cả nhà chỉ còn có 8 triệu. Nghĩ mà đầu thối ruột, thiêu đâu có nhiều đâu chú Năm. Xin lỗi anh, em không thể dùng người khác vào bước đường cùng, không phải là cách hay đâu. Còn anh mắc mớ gì phải giúp cái lũ tứ cố vô thân đó rồi mang tay mang tiếng? Tôi nói vậy rồi thì tôi còn biết nói sao? Thiệt tôi thất vọng vì chú quá. Thêm yêu thương hơn, còn có nhiều người cần giúp đỡ hơn đám giang hồ đó nhiều. Em đành mang tiếng ác chứ không thể nào chứa tụi nó ở đây được. Anh Năm thông cảm. Chỉ còn hình thức phát canh chúng tôi thì sao? Chú định sống trên công sức của người khác bao nhiêu lâu nữa? Không báo cho mấy chú một tin mừng. Nói
tôi chưa tìm được việc làm cho mấy chú rồi. Thì thơm anh nhé. Tụi em làm ở đâu vậy anh Năm? Mấy chú đừng có nôn nóng. Bây giờ á, anh em mình nói chuyện vui vẻ với nhau cái đã.